Xin chào các bạn, Moji Channel đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một thử thách vô cùng thú vị. Đó là một ngày mix đồ đông theo bình chọn trên Instagram. Bây giờ thì mình và chị Meo Meo sẽ đi chọn những món đồ đông thật là xinh, sau đó chụp ảnh lại và up lên story của Instagram MojiVN để các cậu cùng vote xem là chúng mình nên chọn món đồ nào nhé. Sau đấy thì hãy cùng chờ đến cuối để xem thành quả mix đồ của chúng mình nha. Còn bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu thôi. Bịt tay lên mà phối đồ thì siêu cute luôn, nên bây giờ mình sẽ cùng chọn một vài mẫu nhé. Các mẫu bịt tay nào cũng xinh, đủ các mẫu như thỏ, mèo, cá sấu hay unicorn, cute hết ý luôn nha. Phân vân hai em này ghê, các cậu chọn giúp mình với nhé. Nè, đủ các style Hàn Quốc đáng yêu hay cả lông xù, hợp với mặc các đồ len lắm ý. Chúng mình có thể chọn cả tất đôi cho crush nữa nha. Bì ơi, chị đang phân vân hai mẫu này quá, không biết nên chọn cái nào. Em cũng thấy rất là thích hai mẫu này mà cũng chưa biết nên chọn mẫu nào cả. Vậy thì chúng mình cùng nhờ các bạn vote cho nhé. Chúng mình sẽ chọn cả giày để mix đồ nữa. Mình thì thích mấy mẫu hơi cá tính một chút nên sẽ chọn mẫu này. Còn Bì thì thích các mẫu Daisy đang vô cùng trendy đấy. Một lựa chọn không thể thiếu trong mùa đông đó chính là các loại khăn len. Chúng mình có thể đeo cùng bạn thân hay là người yêu được tuyệt vời nha. Mấy mẫu khăn kẻ caro quàng vào nhìn ấm áp mà hợp outfit cực luôn. Mùa đông mà ôm mấy em này thì siêu ấm luôn. Mặc dù không liên quan đến mix đồ nhưng mà mình vẫn sẽ nhờ mọi người vote để chọn mua một em nhé. Có đủ các loại luôn, từ gấu bông làm ấm tay, đệm ngồi cho đến chân mềm kèm gấu bông, cute cực ý, cho chúng mình tha hồ lựa chọn luôn. Tại Moji có siêu nhiều mẫu mũ len xinh với rất là nhiều màu khác nhau để chúng mình tha hồ mà lên đồ cho outfit đó.
cùng mình chọn nha. Còn mấy em găng tay này thì đi ngoài đường không sợ lạnh nữa nha, vừa ấm áp lại vừa cute. Còn mình thì thích những mẫu găng tay cảm ứng được như thế này bởi vì là vừa đeo vừa có thể sử dụng được điện thoại luôn. Chọn thử một số mẫu túi da trendy và thử cả mấy mẫu túi màu hồng xinh xinh này nữa. Là chúng mình đã chọn được siêu siêu nhiều những món đồ đông xinh ở Moji và up lên story Instagram Moji VN để các cậu bình chọn đấy. Bây giờ thì hãy cùng chúng mình check xem là những món đồ nào được vote nhiều hơn và cùng chúng mình mix đồ nha. Đầu tiên thì bì phân vân giữa hai đôi tất này đúng không? Kết quả là đôi này đã giành chiến thắng với 68%. Yeah. Tiếp theo là hai đôi tất màu hồng mà chị đã phân vân lúc đầu đúng không? Thì kết quả là đôi tất này đã giành chiến thắng với 63%. Yeah. Tiếp theo là hai chiếc mũ len mà Bì đã lựa chọn. Và kết quả là chiếc mũ len bên trái với 64% đã chọn nè. Sản phẩm tiếp theo là hai chiếc khăn của Bì. Em thích chiếc nào hơn? Em thì thích
chiếc có họa tiết hai mặt, kể cả rô này. Cái này đúng không? Có hai mặt đeo hai kiểu được đúng không? Vâng. Thế thì ôi, rất là sát sao luôn. Một trong hai cái được 57%. Em đoán là cái em thích. Là cái này, yeah. Vâng, chị thấy cái này xinh mà. Tiếp theo là hai chiếc khăn màu cam và màu hồng. Mọi người đã vote cho màu hồng được 53%. Yeah. Sản phẩm tiếp theo mà chúng mình cần chọn đó là hai chiếc túi. Thì kết quả là chiếc túi tốt có hình hai chú gấu lông xù đã chiến thắng mình với 67%. Tiếp theo là hai chiếc túi mà mình đã lựa chọn, đó là một chiếc túi màu hồng và một chiếc túi da. Thì mọi người đã chọn túi màu hồng với 59%. Mình đã chọn cả bịt tai lên nữa. Và kết quả mà mọi người vote cho chiếc bịt tai lên này là 35%. Và chiếc bịt tai trắng này là 65%. Yeah. Chị phân vân giữa hai đôi giày là giày đạp gót và giày không đạp gót. Thì mọi người đã vote 64% cho giày không đạp gót. Nên là sẽ chọn đôi này nha. Còn đối với giày của Bì, chọn giữa đôi màu vàng và đôi màu đen đúng không? Thì mọi người đã chọn đôi màu đen bởi vì chắc là màu đen rất là dễ mix đồ. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng xem vote của găng tay nhé. Đây là hai đôi găng tay mà chị đã phân vân và mọi người đã vote 56% cho đôi găng tay màu xám này. Ôi thích đôi hồng quá đi. Và hai đôi găng tay mà Bì chọn là một đôi màu trắng và một đôi màu xanh đúng không? Thì mọi người đã vote 64% cho đôi màu trắng, siêu xinh luôn. Mình cũng rất là thích đôi này. Yay, vậy là chúng mình đã có đầy đủ các loại phụ kiện ở đây để mix đồ đông rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi mix đồ nhá. Đi thôi. Yay, vậy là chúng mình đã mix xong những set đồ đông siêu xinh dựa vào lựa chọn của các cậu ở trên Instagram đấy. Bây giờ thì cùng xem chúng mình sẽ mix lần lượt các đồ nhé. Cảm ơn các cậu đã lựa chọn giúp chúng mình những set đồ xinh như thế này nha. Các cậu thích sản phẩm nào nhất thì hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé. Và đừng quên là qua Moji tự chọn cho mình những set đồ đông thật là xinh như thế này nữa nhé. Tất cả sản phẩm trong video ngày hôm nay đều có trên toàn hệ thống của Moji. Các cậu có thể tham khảo thêm và đặt hàng online tại website, Facebook và Instagram của chúng mình nhé. Đừng quên comment phía dưới chủ đề các cậu muốn chúng mình thực hiện trong những video tiếp theo. Nhớ like, share video, subscribe kênh YouTube Moji Channel. Ấn chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ thông tin về những video thú vị sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.